Thứ hai là sang phần nội dung, thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi tạo ra các cái mẫu biểu thư gửi cho khách hàng, bao gồm là đây là chúng ta sẽ tạo ra newsletter, tức là cái phần thông báo hàng ngày, hàng tuần của chúng ta. Và chúng ta có thể sử dụng hai hình thức, là hình thức drag and drop email editor, tức là hình thức kéo thả. Đây là cái hình thức mà dành cho dân không chuyên, thì chúng ta sẽ kéo thả các cái bộ phận của email vào để chúng ta tạo ra một cái mẫu email hoàn thiện. Thế còn nếu mà chúng ta biết dùng ngôn ngữ HTML thì chúng ta tạo code thì cũng rất là tốt. Thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị sử dụng phương pháp drag and drop nhé, tức là phương pháp kéo thả. Đấy. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ đặt tên cái mẫu này là mẫu thư gửi hàng ngày, đúng không ạ? Ví dụ, hay là còn gọi là mình có thể làm là bản tin khuyến mại. Đấy, hàng ngày một cái trung tâm điện máy vẫn thường xuyên gửi cho tôi là khuyến mại giảm giá nhân dịp Noel, nhân dịp Tết, nhân dịp sinh nhật, vân vân. Ok, subject đúng không ạ? Cái tiêu đề là gì? Bản tin khuyến mại của Phan Anh Online.com hay là Pico hay là Trần Anh hay là Điện Máy Xanh gì đó cũng được, đúng không ạ? Người gửi chúng ta muốn gửi là ai? Thì đây là cái email mà chúng ta sẽ đăng ký gốc để mà chúng ta đăng ký cái dịch vụ GetResponse cũng như là các dịch vụ khác. Chúng ta sẽ bấm vào Next Step. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn vô vàn các mẫu, đúng không ạ? Vì đây là cái dịch vụ trả phí cho nên là người ta làm sẵn hết cho chúng ta các cái mẫu rất là đẹp. Chúng ta sẽ chọn từng cái mẫu phù hợp với từng cái yêu cầu về công việc của mình. Thí dụ như là holiday là kỳ nghỉ, đúng không? Hay là luật, hay là education là giáo dục, vân 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 vân. Thì chúng ta chọn xem cái mẫu nào phù hợp. Vâng, thì sắp đến Giáng sinh rồi thì tôi sẽ chọn một cái mẫu Merry Christmas. Tôi giả sử như vậy, các bạn sẽ làm tương tự các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ thấy đây là cái giao diện, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cầm vào đây, chúng ta kéo thả. Ví dụ như là chúng ta muốn có thêm ảnh, thì chúng ta cầm ảnh vào đây, ta thả vào đây, thì chúng ta sẽ có thêm ảnh. Đấy, và sau đó chúng ta up ảnh lên đây. Thí dụ như là chúng ta sẽ up lên đây. Ở trong phần này thì GetResponse đã kết hợp với iStock. iStock là một cái trang mà chuyên bán ảnh, thì họ đã cung cấp cho chúng ta những cái ảnh có sẵn rồi. Còn nếu không thì chúng ta sẽ upload ảnh chúng ta đăng lên, đúng không ạ? Chúng ta sẽ upload ảnh của chúng ta lên đây. Thì cũng có rất là nhiều ảnh chạy quảng cáo sản phẩm ở đây rồi. Đấy, chúng ta sẽ chọn, và ví dụ thôi, tôi cũng không biết là chúng ta sẽ làm gì, nhưng mà tôi sẽ chọn mẫu một cái chúng ta bán bánh chẳng hạn. Ok. Đấy. Taste of Passion, đây là một cái thương hiệu bánh của một bạn học trò của tôi. Merry Christmas rất là tốt rồi, chúng ta không làm gì nữa, được chưa? Thì cái phần này, phần text tiếng Anh này chúng ta sẽ sửa hết dành là giảm giá 15% cho tất cả các khách hàng trong dịp Giáng sinh 2017 kể từ ngày 20 cho đến ngày 20 tháng 12 đi, năm 2016 cho đến hết ngày 10 tháng 1 năm 2017. Ok, mã code giảm giá là, đúng không ạ? Giáng sinh vui vẻ. Ok, ví dụ thế, đúng không ạ? Thì các bạn nhìn thấy tôi làm như này rất là ok. Chúng ta sẽ sửa hết những cái phần tiếng Anh này đi. Chúng ta thích thêm cái gì nữa chúng ta thêm vào. View item chúng ta bấm thành là gì ạ? Mua ngay. Và chấm than. Ví dụ như vậy. Chúng ta có thể thêm các cái nút social sharing là cái Facebook của chúng ta, đúng không? Ví dụ tôi đưa thêm cái nút này vào. Đấy. Thì tôi sẽ set cái Facebook của tôi vào đây. Đúng không? PayPal chúng ta có công cụ thanh toán không? Snippet chúng ta đưa vào cái website là gì, vân vân. Thì đấy là cái cách chúng ta làm. Và chúng ta trong cái phần này thì chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ lựa chọn cái thông điệp làm sao nó đẹp nhất, hay nhất, viết lách nó tuyệt vời nhất, thu hút nhất, ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất. Và hình ảnh thì cũng là chúng ta cũng phải trau chuốt, và chúng ta lựa chọn làm sao cho nó phù hợp với chủ đề của người gửi. Và tất nhiên trong cái phần mà chúng ta làm ở đây thì
chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cần phải thiết kế ảnh trước đó, hoặc là chúng ta có thể upload cả video lên nếu như mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Thì đấy là tôi vừa hướng dẫn cho các anh chị. Ở phần bên phải này chúng ta sẽ nhìn thấy này, trên email của chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên điện thoại như thế này. Ok, next step, chúng ta có thể gửi file đính kèm hoặc là như thế nào đấy. Ok, đấy, sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn cái campaign của chúng ta là như thế nào. Đây, ví dụ như là nó sẽ lấy dữ liệu của tôi ở trong email có các cái danh sách. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn đến cái danh sách mà Phan Anh TS, ở đây là cái email tôi nhập vào, thì nó có 438 dữ liệu. Và bây giờ tôi bấm nút gửi là nó sẽ gửi đi. Ok, inbox preview, ăn review, chúng ta sẽ xem là có cái phần xem mẫu này có ok không. Đây, chúng ta sẽ xem text send dưới dạng như thế nào. Inbox preview, tức là cái email này sẽ được gửi đến thì nó sẽ trông như thế nào đấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được ngay, được chưa ạ? Vâng, xong rồi. Thì tôi vừa hướng dẫn cho các anh chị cái cách làm một cái gọi là liên quan đến gửi thư mẫu, được chưa ạ? Vâng, chúng ta sẽ kết thúc cái phần này ở đây. Đấy là trong phần Chris New Rester. Ok, chúng ta sẽ xem. Thì các cái hạng mục khác để cho cái thời lượng theo dõi nó đỡ mệt mỏi thì tôi sẽ xin phép là chia sẻ trong cái bài học tiếp theo. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.